kính thưa quý vị, trước khi vào cùng với luật sư Đỗ Thối Nhiên, chúng tôi nhắc với quý vị là chúng ta có 4 ngày. Thứ sáu là bữa nay nè, rồi thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thấy không? Thứ hai lễ chiến sĩ trận vong. Tôi chỉ nhắc quý vị một điều này thôi, còn đi chơi là cái chuyện của quý vị. Hay là trốn dịch cũng là ai cũng muốn hết, nhưng đừng quên. Không dạy mà con mình mất dạy là lỗi mình chứ không phải tại nó. Giáo dục là chúng ta phải nhắc đi nhắc lại cho con cháu mình biết rằng các con bây giờ được học thành tài, được thành công trên nước Hoa Kỳ này. Phải biết ơn những người lính Hoa Kỳ, mình nói về quân nhân không đó, đã bảo vệ cho tổ quốc này, họ sống còn, họ mới welcome mình tới đây, mình làm người tị nạn, mình được nâng đỡ để trở thành tốt đẹp như thế này. Nhưng mà xa hơn nữa, chúng ta có một lịch sử hào hùng mà có những người chiến sĩ quốc gia Việt Nam của chúng ta, tổ tiên ông bà chúng ta, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đã đổ máu, đổ thân mạng để cho chúng ta còn tồn tại. Chúng ta không có nhớ ơn những người đó là không phải là người. Huống chi các con, các cháu của mình như cha mẹ của nó đều là cựu quân nhân, đa số đều là cựu quân nhân cả. Cho nên nhắc cho các con cái lễ chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ, nhưng mà cũng nhớ đến những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ đề tài cuối cùng ngày hôm nay của luật sư Đỗ Thối Nhiên là đề tài Úc Thoát Trung, tức là Úc Đại Lợi đó. Thì kính mời luật sư. Kính thưa quý khán thính giả, nói tới Úc Đại Lợi mà chúng ta nhớ ngay 4 nước là Mỹ, Nhật, Úc, Ấn nằm trong cái kế hoạch Ấn Độ Thái Bình Dương, và dư luận quốc tế vẫn gọi đây là Bộ Tứ Kim Cương. Bộ Tứ Kim Cương nhắc lại gồm Nhật, Mỹ, Úc, Ấn có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch Ấn Độ Thái Bình Dương với phương châm là tự do hàng hải, Ấn Độ Thái Bình Dương mở rộng và tự do. Tuy nhiên, đằng sau cái khẩu hiệu chung chung như vậy, Ấn Độ Thái Bình Dương nhằm chống lại cái âm mưu chiếm Biển Đông của Trung Cộng. Và mới đây nhất thì Bộ Tứ Thái Bình Dương đã mời thêm Việt Nam, Đại Hàn và New Zealand tham gia Bộ Tứ Kim Cương mở rộng. Nói như vậy để thấy rằng những người, những quốc gia chống cái thái độ hung hăng của Trung Cộng trên Biển Đông, chống âm mưu chiếm Biển Đông của Trung Cộng, thì vai trò của Úc là một trong những quốc gia vô cùng quan trọng. Mặt khác, về phía Trung Cộng, do nhu cầu mở rộng ảnh hưởng chính trị, do nhu cầu phát triển kinh tế thương mại, Trung Cộng cũng rất là cần nước Úc. Vì vậy, trước đây một thời gian rất dài, chúng ta thấy cái giao hảo giữa Trung Cộng và Úc rất là chặt chẽ. Tuy nhiên, mới đây, tức là sau cái biến cố virus corona, tình hình đã thay đổi. Tình hình bắt đầu thay đổi khi các nhà ngoại giao Trung Cộng lớn tiếng công kích bất kỳ nước nào nghi ngờ về sự minh bạch và thành công của Trung Quốc trong việc chống lại virus corona. Trong khi thái độ của Trung Cộng là như vậy, thì ông Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, lại đề nghị tiến hành điều tra về nguồn gốc, cách thức các quốc gia xử lý đại dịch, nên nước Úc lãnh chịu cái phản ứng hung bạo nhất. Nhưng chính nhờ vậy, người Úc mới thức tỉnh, đồng lòng thoát Trung. Đó, bản tin nói một cách vắn tắt là Trung Cộng chống lại mọi cuộc điều tra về cội nguồn của COVID-19, trong khi nước Úc và các nước khác đòi hỏi phải tìm cho ra cội nguồn này, thì thế giới mới có thể có được một cái kế hoạch chống lại COVID-19 một cách khoa học và thích nghi. Từ đó có sự xung đột giữa nước Úc và Trung Cộng. Theo báo The Australian, ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại hội nghị Hội đồng Y tế Thế giới, nước Úc cùng với 136 nước khác, trong đó có 194 nước thành viên
cùng đệ trình một bản dự thảo nghị quyết mở cuộc điều tra. Bản dự thảo đã không bị bất kỳ quốc gia nào phủ quyết, vũ quyết, và tất cả các quốc gia đều đồng ý điều tra về nguyên nhân gây ra đại dịch, cách xử lý của từng quốc gia và rút ra bài học để tránh thảm họa cho nhân loại. Dĩ nhiên, đây là một cái quyết định của 136 nước trên tổng số 194 nước, làm quyết định hoàn toàn hợp lý, nói về mặt khoa học nhằm tránh cho nhân loại phải đương đầu với COVID-19 lần thứ hai. Và sự việc này Trung Cộng làm cho Trung Cộng vô cùng nổi giận. Thì khi Trung Cộng nổi giận thì Trung Cộng không biết làm cách gì hơn là đưa ra những lời đe dọa Úc Đại Lợi về mặt kinh tế. Trong khi các quốc gia đang bàn cãi, đang tranh cãi có điều tra hay không điều tra, dĩ nhiên Trung Cộng chống điều tra, các quốc gia khác, 120 quốc gia khác đòi hỏi phải điều tra. Thì ông Tập Cận Bình mở đầu đã có vẻ thôi đồng ý mở cuộc điều tra, nhưng trong khi đó thì đại sứ Trung Cộng tại Úc là ông Thành Cảnh Nghiệp đã tuyên bố những điều ngược lại với ông Tập Cận Bình, với những gì mà nước Úc mong muốn, tức là chống lại cái muốn điều tra của ông phe nước Úc. Nước Úc xem kết quả Đại hội Y tế Thế giới là minh chứng cho lời kêu gọi mở cuộc điều tra chẳng khác gì là một trò đùa. Trò đùa ở đây là một bên là ông Tập Cận Bình tuyên bố chấp nhận ý kiến điều tra của quốc tế, một bên thì ông đại sứ của Trung Cộng tại Úc Đại Lợi thì đưa ra lời chống đối. Một cái sự ngược chiều giữa ông Tập Cận Bình và ông đại sứ của Trung Cộng, người ta gọi đây là một trò đùa. Nói là trò đùa nhưng mà sự thực ra thì Trung Cộng đưa ra lời đe dọa, và cái người đưa ra lời đe dọa này là ông đại sứ của Trung Cộng tại Úc Đại Lợi, ông Thành Cảnh Nghiệp, đe dọa nếu Úc tiếp tục muốn điều tra nhân dân Trung Quốc, tức là Cộng sản Việt Nam cũng như Cộng sản Tàu, mỗi lần nói chuyện gì là đều nhân dân, mặc dù là trong thực tế thì nhân dân bao giờ cũng phải nằm êm ả, nằm im lặng dưới gót chân thống trị của Cộng sản Việt Nam cũng như Cộng sản Tàu. Thì bây giờ để chống lại nước Úc thì ông đại sứ Thành Cảnh Nghiệp của Úc tuyên bố là nếu nước Úc điều tra thì nhân dân Trung Quốc sẽ không xem nước Úc như là bạn hàng tốt, không uống rượu vang của Úc, không ăn thịt bò Úc, không du lịch nước Úc và không cho con cái đi Úc du học. Và dĩ nhiên Trung Cộng nói những lời đe dọa này, đồng thời cũng thực hiện những lời đe dọa vừa kể. Tuy nhiên dân Úc sau những tin tức quốc tế nói về những tranh cãi mà lẽ phải nằm về phía nước Úc, thì dân chúng Úc đã đồng ý với chính phủ Úc về việc tiếp tục đòi hỏi một cuộc điều tra đối với cội nguồn của virus corona. Ngược lại, hơn thế nữa, đảng Tự Do Quốc Gia và đảng Lao Động ở Úc, cả hai đảng này cũng đồng ý mở cuộc điều tra nhằm đưa ra những lỗi phạm của Trung Cộng trong đại dịch corona. Tất cả những đòi hỏi vừa rồi đã cho thấy rằng cuối cùng lẽ phải vẫn thuyết phục được đa số các quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Trong trường hợp này, lẽ phải là sự đòi hỏi phải điều tra cho rõ cội nguồn từ đâu xảy ra COVID-19, và COVID-19 bùng ra khắp thế giới là trách nhiệm ở quốc gia nào. Cảm ơn luật sư Đỗ Thanh Nhiên. Kính thưa quý khán giả, bây giờ thì Leo lấy dùm cho cái video số 14. Chẳng những hai tiểu bang Hoa Kỳ, một số công ty luật, rồi cá nhân của người Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt của chúng ta ở Liên Đô Sài Gòn cũng đâm đơn kiện Trung Cộng vụ COVID-19. Bây giờ chính cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, tức là cộng đồng
người Tàu á, nói người Tàu ở Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, đã chính thức nộp đơn kiện nhà cầm quyền Trung Cộng trách nhiệm COVID-19 giết hại thân nhân của họ tại Hoa Kỳ. Cái hội này tại Hoa Kỳ hiện bây giờ thì đã nộp đơn lên rồi. Trong khi đó thì Leo lấy cho một cái hình số 10. Nếu như quý vị hả hê khi thấy Tổng thống Trump nhất định không có đeo cái quỷ che mặt đó, làm xấu trai đi, không có đeo, thì bên Trung Cộng đó, họ tuyên bố là họ thắng cái đại dịch Covid này rồi. Mà hình ảnh quý vị nhìn thấy cái Quốc hội viện, Quốc vụ viện của Trung Cộng, tức là Quốc hội đó, nó họp thì trừ một hàng ghế đầu là nó làm kiểng thôi, còn bao nhiêu, nghĩa là nó đông lắm, xứ này đông dân mà, đông nhất thế giới đó, quý vị thấy ngồi kín hội trường đó, đeo hết, thằng nào cũng đeo hết, thằng con nào của Trung Cộng cũng đeo hết vô. Rồi cái thứ ba, thưa quý vị, bây giờ là tới cái này mới mới là nguy hiểm nè. Leo lấy dùm cho cái hình số 9. Tất cả những gì liên quan đến COVID-19, tin tức liên quan đến cái này đều là mở ngoặc kép, bí mật quốc gia, đóng ngoặc kép. Quý vị thấy không? Đó là những nước cộng sản, Tàu cũng vậy, Việt Cộng cũng y như vậy đó. Những cái tin gì đó cái nó không muốn, cái nó kêu bí mật quốc gia. Cái này là COVID-19 này có bí mật đến mấy đi nữa, bây giờ gần hết 100% các nước trên thế giới đồng ý yêu cầu và bắt buộc, chứ phải yêu cầu không, điều tra độc lập. Và cái đám tụi mà WHO mà thân Trung Cộng cũng phải điều tra luôn, để so sánh những cuộc điều tra độc lập và WHO nó có trùng hợp với nhau hay không nữa. Nó có nhiều chiêu thức. Cho nên quý vị nhớ là nước Tàu đương bị quánh tơi tả, trong khi Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng vì những vết thương do COVID-19 gây ra. Đài VNATV, chương trình này của chúng tôi cũng đã từng tấn công các viện khổng tử của Trung Cộng ở Tàu. Bữa nay viện khổng tử ở Tàu, của Tàu ở Mỹ không còn đường sống. Tất cả đều bị hỏi thăm sức khỏe và từ từ đóng cửa hết. Đó là cuối tuần này. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái, đặc biệt là lễ Memorial thứ hai. Thân ái chào tạm biệt. Ha ha ha!